Thưa các bạn, được tin quân Hán chuẩn bị tiến đánh Văn Lang, Trưng Trắc cho mời các tướng về Mê Linh họp bàn. Ai cũng hiểu tầm quan trọng của cuộc họp này. Kể từ khi đất nước độc lập đến nay đã được 3 năm, đời sống nhân dân đang dần khá lên, thế nước đang đà phát triển. Nhưng nhìn chung khó khăn vẫn chồng chất, nhân lực, vật lực còn mỏng. Trong khi đó, kẻ thù quân hùng tướng mạnh, nuôi dã tâm cướp nước ta một lần nữa. Đúng là việc khôi phục nước Văn Lang đã khó, giữ được nước lại còn khó hơn. Và như vậy, áp lực càng đè nặng lên đôi vai Trưng Trắc. Không chỉ lắng nghe ý kiến của tướng sĩ, bà còn cải trang vi hành ở nhiều nơi để nắm bắt tình hình thực tế, thấu hiểu nguyện vọng nhân dân. Lấy đó là một trong những cơ sở để đưa ra quyết sách. Chuyến viếng thăm chùa Khải và thành Liên Lâu là một ví dụ. Ngày đầu tháng 9 năm 42, Trưng Trắc cho họp các tướng ở thành Ốc, một địa điểm quân sự có vị thế chiến lược. Trong cuộc họp này, những kế sách gì sẽ được đưa ra luận bàn? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Trưng Trắc của nhà văn Hà Phạm Phú. Các tướng vỗ tay hoan hô khen thơ của nhà vua vừa hay vừa có ý nghĩa. Trắc nói: tình thế nước ta trước cuộc chiến tương lai thế nào hẳn là các ái khanh đã rõ. Quân Hán lấy lại Hợp Phố, những lực lượng chống Hán ở Nam Hải Thương Ngô, ở Châu Nhai Đạm Nhĩ đã bị đánh dẹp. Nước Văn Lang ta mới giành được độc lập còn rất non trẻ, nhưng ngọn măng mới mọc, chưa liên kết được với Tây Quốc Nam Quốc, đấy là thế nước. Còn quân và dân ta, tướng sĩ vua tôi ta thế nào, các khanh hãy nói rõ cho trẫm nghe. Thánh Thiên thưa: khởi bẩm nhà vua, chúng ta gồm những đoàn nữ binh, quyết không để cho đám dị tộc chiếm đất ta, bắt chúng ta làm tôi tớ, làm đồ chơi. Vì thế quân dân một lòng, tướng sĩ một lòng, vua tôi phải một lòng. Chúng ta quyết đánh cho rạng danh đàn bà Văn Lang, đánh cho bọn giặc phương Bắc không coi thường chúng ta được nữa. Vua liền quay qua hỏi Trùm Lý tình hình tướng Đô Dương tổ chức quân dự bị và tích trữ lương thảo ở miền Cư Phong ra sao. Trùm Lý tấu trình nhà vua và trình bày để các tướng biết. Khải tấu bệ hạ, Trùm Lý nói: ở Cư Phong, quân dự bị đã huấn luyện được 10,000. Từ nay đến cuối năm có thể huy động thêm 5,000 nữa. Lương thực tích trữ để trong các kho trên miền núi đã đủ nuôi quân 3 năm. Nhà vua phán: thế cũng tạm ổn. Sau khi công việc kiểm tra kết thúc, nhà vua đọc lệnh gửi các tướng sĩ và toàn dân Văn Lang: hỡi các tướng lĩnh cùng toàn thể binh sĩ, hỡi dân Lạc Việt, theo tin tức tình báo, Mã Viện thống lĩnh lục quân và thủy binh đã làm lễ tế cờ ở Hợp Phố, theo đường biển và đường bộ tiến đánh Văn Lang. Dự đoán quân Hán sẽ tiến vào Văn Lang theo cửa sông Lục Đầu, qua Lãng Bạc để tới Mê Linh. Cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước của chúng ta sắp sửa bắt đầu. Trẫm kêu gọi toàn thể quân và dân ta 100 người như một, thề chết bảo vệ tổ quốc, không chỉ cho chúng ta mà cho muôn đời con cháu. Nay trẫm giao nhiệm vụ cho Lê Chân tổ chức thủy binh đánh chặn quân Mã Viện ngay khi chúng vừa xâm phạm địa phận giao chỉ. Trẫm giao cho Thánh Thiên tổ chức nhiều đội quân nhỏ đánh tỉa, đánh du kích, bám theo mà đánh cho quân chúng trên đường tiến quân không được nghỉ ngơi, cho quân chúng lúc nào cũng mệt mỏi sợ hãi. Lê Chân và Thánh Thiên không được để cho chúng đến được Lãng Bạc trước mùa mưa.
trẫm lệnh cho Trưng Nhị trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ bằng được Thành Ốc. Các tướng ở địa phương phải luôn giữ vững liên lạc với đại bản doanh Mê Linh, phải biết cách lấy yếu đánh mạnh, giữ dân, giữ đất. Riêng đội quân của Đô Dương tiếp tục được lưu lại Cư Phong làm lực lượng hậu bị. Vì sự tồn vong của Văn Lang, vua tôi chúng ta thề đồng lòng chiến đấu. Mùa đông năm 41, Mã Viện mở lễ tế cờ ở Hợp Phố rồi kéo đại quân tiến về Văn Lang. Do không thông thuộc địa hình, lại một mình thống lĩnh cả lục quân và thủy quân, nên Mã Viện buộc phải để hai đạo binh trên tựa vào nhau. Vì vậy tốc độ tiến binh khá chậm. Mãi cuối mùa đông, đạo quân bộ do đích thân Mã Viện chỉ huy men theo bờ biển, phá rừng làm đường mà đi, mới đến được cửa sông Lục Đầu. Đội thủy binh gồm 2.000 lâu thuyền do Lưu Long dẫn đầu tụt lại, nhiều ngày sau mới đến. Chiến trường Giao Chỉ không giống chiến trường ở Long Tây, nơi kỵ binh của Mã Viện có thể tung hoành. Dọc đường tiến quân, dân binh Giao Chỉ liên tục quấy phá đánh lén, gây thương vong không ít. Từ cửa sông Lục Đầu lên cửa ngõ Liên Lâu, quân Viện phải đi ròng rã mấy tháng trời. Cuối tháng 3, đội quân của Viện mới đến được Lãng Bạc. Để tạo thế bất ngờ, dù đội lâu thuyền chưa tới kịp, Mã Viện vẫn cho một đội quân bao vây Liên Lâu, còn đại quân tiến về Thành Ốc với ý định giáng một đòn chết tươi, nhanh chóng thu phục Giao Chỉ. Hành động của Mã Viện không nằm ngoài dự đoán của Trưng Trắc. Cuộc tấn công Thành Ốc của quân Hán bị đại quân Việt đánh một đòn nặng nề, tổn thất lớn. Nếu tiếp tục giao chiến, có nguy cơ hoàn toàn thất bại. Vì vậy, Viện bèn tổ chức nghi binh rút quân về Lãng Bạc, chờ quân thủy do Lưu Long chỉ huy tới tiếp Viện. Đại bản doanh của Viện đóng trên một gò cao bên hồ Lãng Bạc, nằm giữa trùng điệp mấy vạn lều bạt của đám quân Viễn Chinh. Giữa lúc Giao Chỉ vào hè, đột ngột nắng, đột ngột mưa, oi bức và ẩm ướt. Một buổi sáng, Viện thức dậy, thấy trong người đau nhức, mở cửa bước ra ngoài. Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra thế này chứ? Đêm hôm qua, lần đầu tiên Viện thưởng thức cơn mưa lớn ở lĩnh ngoại. Tiếng mưa ầm ầm như hàng vạn binh mã quần nhau trên bầu trời. Chớp sáng lòe và tiếng sấm nổ vang, cảm giác như đất trời đang nổi cơn thịnh nộ. Những con đường mà quân Viện vẫn đi, những cánh ruộng cạn phút chốc mất tăm. Viện dụi mắt vẫn tưởng như đang mơ. Cả vùng đồi nơi quân Hán đóng biến thành một vùng đảo. Tất cả những gì hôm qua còn thấy rõ, hôm nay đều đã trắng xóa những nước. Viện giơ hai tay lên trời kêu, cái vùng đất chết dẫm này thật không thể nào hiểu được nữa. Buổi trưa, một viên tùy tướng đứng ngoài cửa lều bạt thưa vào, bẩm Phục Ba, toàn quân có 1.000 lính ốm. Viện gắt, sao ngươi không vào? Viên tùy tướng lắp bắp, đường trơn, tiểu tướng bị ngã, người vấy bùn đất như trâu đầm, không dám làm bẩn mắt Phục Ba. Viện không cười nổi, phẩy tay ra ý cho gã lui. Buổi chiều vẫn viên tùy tướng nọ bẩm với Viện, có 30 lính chết không rõ lý do. Nửa đêm, Viện đang nằm thì nhận được tin trại Tây bị dân binh Giao Chỉ tấn công, 50 lính chết, 5 chiếc lều bị đốt cháy. Viện định đứng dậy, thấy khớp gối đau nhức, bèn la lớn gọi lính hầu đến đỡ. Ra ngồi vào chiếc ghế trải da hổ, rồi sai các tướng thân cận đến. Khoảng nửa canh giờ, các tướng lục tục đến đủ, Viện nói, ta cho mời các vị đến đây không phải để bàn quân sự,
mà là để uống rượu. Lính hầu liền bày rượu thịt lên. Viện cầm một bát to nâng lên. Cạn đi nào các ông. Các tướng theo lời viện đều nốc một hơi dài, lại rót, lại uống. Không ai nói với ai câu nào cả. Viện đóng quân ở Lãng Bạc không lúc nào được yên. Những đội thuyền nan nhẹ của quân Việt ẩn hiện như thần, hàng ngày tấn công quân Hán rồi biến đi không để lại dấu vết. Viện nhớ lại những trận ác chiến ở vùng Cổ Loa. Bộ binh Hán bị đội tượng quân của Trưng Trắc đánh cho tơi tả. Kỵ binh vốn là sức mạnh, là mũi đột kích chủ yếu của viện, bị sa xuống các cánh ruộng lầy, chết sặc không ít. Sáng hôm sau, lính hầu vào đánh thức viện dậy. Nhưng viên tướng già không đứng lên được nữa. Hai cái đầu gối sưng đỏ đau nhức như có ngàn mũi kim đâm. Tên lính hầu trông thấy mặt chủ tướng nhăn nhúm đau đớn, vội chạy lại đưa hai tay xốc đỡ nách, nhưng y gạt đi, khụ xuống, lại cố đứng lên. Viện nói, không hiểu sao, hai chân ta cứ như chân mượn, không sao đứng lên nổi nữa. Tên hầu vội thưa, bẩm tướng quân, để tiểu nhân đi kêu đại phu tới xem bệnh cho người. Nhưng viện liền xua tay nói, để đến mai xem sao, hiện nay khắp quân doanh đều có người ốm, quan đại phu bận không mở mắt được, đừng làm phiền ông ta. Tên hầu nghe vậy không đi nữa, sửa sang gối đệm cho chủ tướng, nửa ngồi nửa nằm. Mã ngồi tựa vào mớ gối nhồi bông gạo, nhìn ra ngoài trời đầy mây u ám. Mặt hồ Lãng Bạc xa xa, sương khói bốc lên cao mờ mịt. Những con chim lông màu đen màu trắng bay liệng, lúc ẩn lúc hiện. Thi thoảng lại cất lên tiếng kêu la thảm thiết. Viện chợt nhớ những đêm khuya vắng, nghe tiếng chim lợn kêu en ét như có người bị cắt tiết, mà thật rùng rợn. Gần đây, cứ hễ đặt mình xuống là viện lại nằm mơ. Những giấc mơ không đầu không cuối, tỉnh dậy không nhớ được gì. Chỉ thấy hoảng loạn, toàn thân toát mồ hôi như vừa tắm xong. Đêm qua, viện mơ gặp bá phụ là Hà La. Viện sấn sổ bước tới hỏi, bá phụ, sao người ăn lộc vua Hán lại phản vua Hán vậy? Mã Hà La không nhận ra viện, bèn trừng mắt đáp, mi là tên hậu bối nào cứt lộn lên đầu, biết gì mà cật vấn ta chứ? Ta ăn lộc dân, thấy tên hôn quân hại dân thì muốn giúp dân, trừ khử mối hại cho dân, chứ đâu có như mi nhắm mắt tôn thờ, trổ hết tài khuyển mã, giết người không ghê tay, tội lỗi chất cao như núi, rồi sau hối hận cũng không kịp. Viện nghe bá phụ Hà La giọng điệu ngang ngược, tội chém đầu đến 10 lần cũng đáng, nhưng lại không dám hé răng kể lại với ai vì sợ phạm tội khi quân. Sang ngày hôm sau, hai đầu gối của Mã Viện còn đau hơn, không sao đứng dậy nổi nếu không có lính hầu xốc nách. Viện phải cho gọi quan đại phu đến thăm bệnh. Quan đại phu nhìn thấy hai đầu gối Viện sưng vù, đỏ lưng và nóng hầm hập, thì phán ngay đó là bệnh phong thấp do không khí oi bức ẩm ướt mà sinh ra, binh lính hiện mắc rất nhiều. Viên quan đại phu thú thực, ở phương Bắc gã chưa hề gặp bệnh này, nên chưa biết chữa trị làm sao, bèn cắt cho viện mấy thang thuốc uống bồi bổ sức khỏe và giảm đau. Viện nghĩ thủy thổ vùng lĩnh ngoại không hợp với người phương Bắc đã đành, nhưng bệnh tật thì vô cùng nguy hiểm, chẳng chừa ai. Như lâu thuyền tướng quân Đoàn Chí, chỉ một trận ốm là lăn ra chết. Viện chưa bao giờ nghĩ đến cái chết,
mà có nghĩ đến thì chỉ nghĩ đến cái chết ngoài xa trường, cái chết mà bất cứ một người làm tướng nào cũng lấy làm vinh dự đón nhận. Nay nếu chết bệnh, cái thân thể thối rữa dần ra, ròi bọ lúc nhúc thì thật là kinh tởm. Và đột nhiên Viện thấy sợ chết. Đêm xuống không dám chợp mắt. Mã Viện nghĩ loanh quanh, bỗng nhớ lại lần gặp Thái Thương Lệnh Lục An vừa giao chỉ về. Khi nói về các loại kỳ hoa dị thảo ở lĩnh ngoại, Lục An có kể về loại quả gọi là quả ý dĩ, chuyên chữa bệnh phong thấp cho các quan cai trị ở miền này. Mã Viện liền tức tốc cho gọi quan đại phu vào trướng, lệnh cho y kiếm ngay quả ý dĩ về. Quả nhiên như lời Lục An nói, Viện chỉ húp vài lưng cháo ý dĩ, hai cái đầu gối sưng vù như ủ ấm đã co ngót lại, không còn đau đớn gì nữa. Mã Viện đóng quân ở Lãng Bạc, chờ đội quân thủy của Lưu Long tới. Vừa lo vì bệnh tật, vì những trận tập kích nhỏ nhưng liên miên của quân Việt, lại lo rằng nếu không tranh thủ được thời gian, mùa mưa đến thì rắc rối to. Viễn cảnh mùa mưa ập đến, nước dâng trắng cả một vùng rộng lớn. Đội quan binh của Mã Viện lấy gì mà ăn, thuốc gì mà chữa bệnh lam sơn chướng khí đây? Do vậy Viện bèn cho họp các tướng sĩ bàn kế sách đối phó với quân Việt. Mã Viện nói: tướng dụng binh giỏi ở chỗ đánh nhanh, thắng nhanh. Chúng ta bất lợi ở thành ốc vì không hiểu rõ quân địch, không hiểu rõ địa hình. Đại quân chúng ta rút về Lãng Bạc chỉ là tạm thời thôi, vẫn phải lấy đánh nhanh, thắng nhanh làm phương châm. Nếu càng kéo dài lại càng khó khăn. Đội lâu thuyền của Lưu Long đang mùa nước kiệt, khó mà đến kịp trước tháng 4. Chúng ta không thể chờ, ta muốn sớm mở một trận quyết chiến đây. Nghe vậy viên phó tướng liền dâng kế: thưa Phục ba tướng quân, thế mạnh của quân Việt là quen thủy thổ, lại có đội tượng binh vô cùng lợi hại, kỵ binh phương Bắc không thể phá nổi nếu cơ động đánh vỗ mặt. Nhưng quân Việt lại không quen đánh trận địa, chúng ta có thể dùng kế dụ quân trắc tới, và nếu tìm được cách khống chế chỗ mạnh của voi thì quân Hán có thể thủ thắng. Mã Viện như ngủ mê chợt bừng tỉnh, bật cười to, kêu quân hầu bày tiệc rượu. Sau khi đánh bật quân Mã Viện khỏi thành ốc, giữ vững vùng đất Khê, do vậy bảo vệ được Mê Linh, các tướng sĩ Văn Lang hết sức phấn chấn. Tuy nhiên với cương vị là tổng chỉ huy của cuộc kháng chiến, Trưng Trắc hiểu rằng chiến tranh mới chỉ bắt đầu. Cuộc chiến sẽ còn rất khốc liệt, nhân lực vật lực sẽ còn tổn thất rất lớn, nền độc lập non trẻ đứng trước thử thách nghiêm trọng. Cho đến tận lúc này Trắc vẫn nghĩ liệu có cách nào tránh được cuộc chiến này mà bảo vệ được nền độc lập mới giành được hay không. Khi vừa giành được tự chủ, Trắc cho vời Trùm Lý tới nói chuyện. Nhà vua nói: việc Văn Lang giành lại quyền tự chủ chắc chắn sẽ khiến vua Hán tức giận, sẽ tìm cách chiếm lại. Vua Trắc hỏi Trùm Lý thử nghĩ xem liệu có cách nào tránh được chiến tranh mà vẫn giữ được độc lập, sống hòa hiếu với nhà Hán, với dân Hán hay không? Trùm Lý thưa: khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc đã liền tìm cách mở rộng bờ cõi lên phía Bắc, về phía Tây và về phía Nam. Khi nhà Tần diệt vong, các thế lực cát cứ nổi lên tranh giành đất đai, việc mở rộng bờ cõi của họ phải tạm dừng lại. Khi Lưu Bang diệt được Hạng Vũ, lập nên nhà Hán, việc mở rộng bờ cõi lại càng được thúc đẩy. Nước Nam Việt ở lĩnh Nam, thời Triệu Vương được mệnh danh Nam Cường, có quân hùng tướng mạnh đối đầu được với nhà Hán,
Vì thế nhà Hán mới dùng mưu để buộc Nam Việt quốc phải thần phục triều Cống. Đến đời Triệu Hồ, vì quá sợ Hán, không có ý chí tự cường, thế và lực ngày càng suy yếu, cuối cùng Nam Việt quốc bị tiêu diệt. Xem đó thì thấy các vương triều phương Bắc, nếu không bị các thế lực nội bộ xâu xé, nếu ổn định thì thế nào cũng tìm cách bành trướng, mở rộng bờ cõi. Nếu chúng ta không có thế lực mạnh thì không có cách nào bảo vệ được quyền tự chủ của mình. Sau trận đánh bại Mã Viện trước Thành Ốc, chắc lại nghĩ đến việc làm thế nào giữ được quyền tự chủ của Văn Lang mà vẫn tránh được chiến tranh. Liệu có thể hòa hoãn nhận triều Cống, theo đó Mã Viện bãi binh rút quân về Trường Sa? Chắc liền hỏi ý Trương Nhị, có cách gì vẹn toàn đây? Nhị đáp: Tâu bệ hạ, trận chiến Thành Ốc của chúng ta mới chỉ đẩy lui quân địch. Chủ lực của Mã Viện và đội lâu thuyền của gã vẫn được bảo toàn. Ý chí xâm lược của quân Hán chưa bị bẻ gãy. Tham vọng của chúng vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy cuộc chiến sẽ còn tiếp diễn. Chúng ta khó có thể tìm được cách chấm dứt chiến tranh theo như ta mong muốn nếu không đánh thắng chúng. Chắc vẫn theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Nhưng ta không muốn chiến tranh. Dân Lạc chúng ta yêu hòa bình. Chiến tranh đã bắt họ hy sinh quá nhiều. Một xã hội chiến tranh là một xã hội dã man. Sao loài người không thể sống văn minh hơn được? Trùm Lý nhìn nhà vua, cảm thông với tấm lòng nhân hậu của người. Ông Trùm có một cô con gái bị thất lạc, có lẽ tuổi chỉ lớn hơn Trắc một tí, vì thế ông Trùm đôi lúc nhìn nhà vua cứ như nhìn con gái của mình, nghĩ thương Trắc như thương người con gái ruột của mình. Trùm Lý nói với nhà vua trẻ tuổi: Tâu hoàng thượng, thần xin vì nhà vua đi một chuyến vào trại giặc, làm một cuộc du thuyết xem sao. Nếu không thuyết phục được Mã Viện lui quân thì cũng nắm được không ít thì nhiều nội tình của bọn chúng. Trắc ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng đồng ý để Trùm Lý làm sứ giả sang trại quân của Mã Viện. Trùm Lý cầm lá cờ xanh đi đến trước trại của họ Mã xưng danh, xin vào yết kiến Mã Viện. Viên tướng cận vệ nói với Mã: Trình phục ba tướng quân, ta có nên bắt tên sứ giả của bọn Nam Di mà giết đi hay không? Mã Viện nhìn tên tiểu tướng, bèn nói: Chiến tranh không giết sứ giả, cho y vào. Trùm Lý đàng hoàng bước vào trong trướng của Mã Viện. Viên tướng người phương Bắc dáng cao lớn bệ vệ, nom trạc tuổi ngoài 50 nhưng vẫn còn cường tráng. Mã hất đầu hỏi: Nhà ngươi sang xin cầu hàng sao? Trùm Lý lắc đầu: Không, tôi được vua nước Văn Lang cử sang để biện luận cùng tướng quân một số điều. Mã Viện cả cười nói: Ngươi nói là vua ư? Nước Văn Lang nào thế? Trùm Lý vẫn bình tĩnh đáp: Nước Văn Lang có từ thời thượng cổ, biết cày ruộng trồng lúa, biết nhìn con trăng và xem con nước, đúc được trống đồng, đã lập nên giang sơn riêng, có luật lệ riêng, khác hẳn lề thói luật lệ của phương Bắc. Mã Viện vốn là một viên tướng thảo nguyên, quen ỷ mạnh hiếp yếu, giống như bầy sói săn đuổi ăn thịt đàn cừu. Mã liền cười nhạt nói: Nước Văn Lang đã bị diệt vong từ thời Thục Phán. Đất đai ấy, dân chúng ấy bây giờ là của Hán Đế. Các ngươi phản loạn, tội đáng chết trăm lần.
ta vâng lệnh Quang Vũ Đế qua đây hỏi tội các ngươi. Nếu biết điều nộp giáo quy hàng, ta có thể dong cho tính mạng. Trùm Lý nói: Chúng tôi đại diện cho một dân tộc, đại diện cho một nền văn hóa. Chúng tôi quyết giữ gìn và bảo vệ bản sắc của mình. Mã Viện trố mắt nhìn Trùm Lý: Nhà ngươi ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày là gì. Ta đây mở lượng khoan hồng cho nhà ngươi sống thêm ít ngày nữa. Về nói với chủ ngươi rằng, dù là văn lang hay là gì gì nữa, thì nhà Hán nhất định sẽ thôn tính đấy. Trước khi rời khỏi trại của họ Mã, Trùm Lý nói: Mã Phục Ba tướng quân, ta nói cùng tướng quân với tư cách là một sứ giả, nhưng cũng với tư cách là một người dân Việt bình thường, rằng không thế lực nào có thể khuất phục được chúng ta, nền văn hóa của chúng ta sẽ trường tồn. Mã Viện nhìn theo bóng vị sứ giả của Trưng Trắc, không khỏi có chút lo lắng, e ngại. Nữ vương nghe Trùm Lý thuật lại cuộc tiếp xúc với Mã Viện thì hiểu rằng không còn con đường nào khác là phải tiến hành cuộc chiến đấu đến cùng. Nhà vua nói: Nhà Hán đã nhất quyết xâm chiếm nước ta. Chúng ta chỉ có một con đường lựa chọn, chiến đấu bảo vệ nền độc lập non trẻ. Thế hệ này chưa làm xong thì thế hệ sau không được thoái chí, không được nghỉ ngơi. Mấy hôm sau, Từ Liên Lâu, Đỗ Năng Tế cho người về thành ốc bẩm báo với Trưng Vương một tin quân báo quan trọng. Viên gia tướng của thầy Năng Tế nói: Khởi bẩm nhà vua, quân ta ngày đêm bám sát Mã Viện, vừa bắt được hai người lính quê ở Phiên Ngung. Chúng khai là tình hình quân Mã Viện đóng trên các ngọn đồi ven hồ Lãng Bạc đang lâm vào tình cảnh khốn khổ, bệnh tật, làm cho lính chết không đếm xuể, đêm nào cũng phải đưa ra ngoài chôn. Nhưng để giữ bí mật với quân Việt nên họ Mã bắt không được đắp nấm, chôn xong phải trồng cỏ xanh lên trên. Trưng Trắc nửa tin nửa ngờ truyền chỉ: Đây là một tin quan trọng, ngươi về nói lại với tướng Năng Tế phải giữ kín như bưng, cho do thám kiểm tra kỹ lại tin nói trên, trẫm sẽ có lệnh sau. Ngay sau đó, Trắc cho bí mật chuyển đại bản doanh về gần Liên Lâu để sẵn sàng chớp thời cơ hành động. Tướng Năng Tế đến gặp nhà vua bẩm báo rằng: Tiểu tướng đã sai người dò la kỹ thì thấy đúng như lời hai tên lính Phiên Ngung đã khai. Thưa nữ vương, hiện nay đội lâu thuyền của Mã Viện đang bị tướng Lê Chân chặn đánh quyết liệt. Và lại, nay đang là mùa khô nước cạn, thuyền lớn không ngược sông được. Nhân tình hình này, chúng ta có thể tổng công kích, tiêu diệt đội quân chủ lực của Mã, buộc chúng phải tháo chạy. Thánh Thiên cũng ủng hộ tướng Năng Tế và nói: Chủ trương của ta là đánh lâu dài, nhưng khi có thời cơ ta có thể thay đổi. Tiểu tướng cũng ủng hộ tổng công kích. Trắc vốn cũng đã suy nghĩ đến việc tổ chức đánh một đòn quyết định, vì thế mới cho chuyển đại bản doanh về gần Liên Lâu. Tuy vậy, tin tức tình báo vẫn chưa đầy đủ để đảm bảo cho Trắc hạ quyết tâm. Thưa các bạn, kể từ khi lên ngôi vua, có lẽ đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với Trưng Trắc. Thế nước chưa mạnh, thiên hạ thái bình chưa được bao lâu, bà không muốn muôn dân phải đau khổ vì chiến tranh tàn khốc. Nhưng giữa mong muốn và hiện thực đâu phải lúc nào cũng song hành. Về phần quân Hán, khi đặt chân đến xứ Giao Chỉ, vì lạ thung lạ thổ,
không quen với thời tiết khí hậu nóng ẩm, lại thường xuyên bị phục kích, nên đội quân của Mã Viện thiệt hại không nhỏ. Bản thân Mã Viện vốn là viên tướng dạn dày chiến trinh, cũng không khỏi có những phút dao động hoang mang. Trung thành với kế sách đánh nhanh thắng nhanh, Mã Viện cho thực hiện nghi binh, dụ quân sĩ ta vào sâu trận địa, khống chế và vô hiệu hóa đội tượng binh, rồi dùng tổng lực để phản công. Cuộc chiến sinh tử của gần 2.000 năm trước sẽ được tái hiện như thế nào? Mời các bạn theo dõi những trang còn lại tiểu thuyết Trưng Trắc của nhà văn Hà Phạm Phú. Ngay sau đó, Trắc cho bí mật chuyển đại bản doanh về gần Liên Lâu để sẵn sàng chớp thời cơ hành động. Tướng Năng Tế đến gặp nhà vua bẩm báo rằng tiểu tướng đã sai người dò la kỹ thì thấy đúng như lời hai tên lính Phiên Ngung đã khai. Thưa nữ vương, hiện nay đội lâu thuyền của Mã Viện đang bị tướng Lê Chân chặn đánh quyết liệt, và lại nay đang là mùa khô nước cạn, thuyền lớn không ngược được sông. Nhân tình thế này, chúng ta có thể tổng công kích, tiêu diệt đội quân chủ lực của Mã, buộc chúng phải tháo lui. Thánh Thiên cũng ủng hộ tướng Năng Tế, nói: chủ trương của ta là đánh lâu dài, nhưng khi có thời cơ, ta có thể thay đổi. Tiểu tướng cũng ủng hộ tổng công kích. Trắc vốn đã suy nghĩ đến việc tổ chức đánh một đòn quyết định, vì thế mới cho chuyển đại bản doanh về gần Liên Lâu. Tuy vậy, tin tức tình báo vẫn chưa đầy đủ để đảm bảo cho Trắc hạ quyết tâm. Nhà vua nói: ta muốn chờ Trưng Nhị từ Thành Ốc tới đây sẽ bàn tiếp việc này. Tướng Năng Tế hãy tiếp tục theo dõi tình hình của địch, có động tĩnh gì phải báo ngay. Năm đó, thời tiết biến đổi lạ thường. Ở Thục Quận liên tục xảy ra động đất, tạo nên những hồ nước lớn treo trên đỉnh trời. Sau đó là dư chấn phá vỡ đập, khiến nước đổ về hạ lưu tạo nên những đợt lũ kinh hoàng. Đang mùa đông mà nước sông Cái lại dâng cao, đem lại cơ may cho thủy quân của họ Mã. Tình thế đó buộc phải quyết định ngay. Nhà vua họp các tướng lĩnh bàn bạc. Tướng Năng Tế cung cấp thêm nhiều tin tức về đội quân Mã Viện đang chồng chất khó khăn do dịch bệnh và thiếu lương thực. Thánh Thiên cũng chứng thực những tin đó là sự thật. Nhà vua liền nói: nếu những tin tình báo đều là đúng thì mệnh của tên tướng già họ Mã đã kiệt. Thời cơ đang đến. Nếu ta không chớp lấy trước khi đội quân của Mã Viện hội sự với đội thuyền chiến của Lưu Long thì tình hình sẽ hết sức bất lợi. Trẫm muốn quyết định dốc toàn lực tập kích quân địch ngay. Trưng Nhị vừa từ Thành Ốc tới vội can ngăn: thưa nữ vương, bọn Hán nhiều mưu mẹo xảo quyệt. Liệu có thể đấy là không thành kế của chúng không? Trắc kiên quyết: không có gì còn phải nghi ngờ nữa, trận quyết chiến đã được quyết định rồi. Ngay sau đó, Trắc cho làm công tác tổ chức, lập kế hoạch chiến đấu. Và vào một đêm tối trời, quân Việt chia nhiều đội bí mật tiếp cận trại địch. Đêm tháng 3 âm lịch, tức tháng 4 năm 42 sau Công Nguyên, mây đen đầy trời, trăng sao không có, cứ như bị bóng đêm nuốt chừng hết vào bụng. Các trại lính của Mã Viện im lìm như những nấm mồ khổng lồ, leo lét mấy ngọn đèn, từ xa nhìn thấy chấp chới như bóng ma chơi. Mã Viện cùng viên phó tướng uống rượu trong trại. Vào khoảng nửa đêm, thám báo đưa tin: bẩm chủ tướng, giặc Trắc đã xuất quân.
Mã Viện ung dung nói: "Chúng ta uống thêm một bát rượu nữa." Thế là lính hầu lại rót rượu. Viện nhìn viên tướng Tâm Phúc nói: "Ta không ngờ việc đánh dẹp lần này lại khó đến vậy. Bọn giặc chắc kia xem ra không phải tầm thường đâu. Nếu trận này chúng ta không thắng thì ta sẽ quyết chết ở đây. Ngươi nếu thoát khỏi, cứ về tâu với nhà vua, đổ hết tội cho viên tướng già này, sức cùng lực kiệt rồi." Viên phó tướng của Mã Viện vội thưa: "Tướng quân bách chiến bách thắng, nhất định chúng ta sẽ thắng." Mã Viện buột mồm chửi tục: "Mẹ cái thằng Lưu Long, đoàn lâu thuyền của gã bị đánh chìm hết rồi hay sao? Đến giờ vẫn chưa tới được Lãng Bạc chứ?" Và lại có thám báo vào bẩm: "Chủ tướng, quân Việt chia ra thành từng tốp nhỏ để áp sát trại của chúng ta." Mã Viện chững lại giây lát rồi đập tan bát rượu. Viên tướng già bị bất ngờ. Y đã khổ công thực thi kế nghi binh giăng bẫy chờ quân Trắc vào, nhưng theo mật lệnh của Trắc, những đội nữ binh từ nhiều hướng phải ngậm tăm tiến sát trại giặc, đầu giờ dần là đồng loạt tiến công. Giả dụ có trúng phải không thành kế của Viện cũng vẫn thừa sức mà đối phó. Lịch sử không biết sẽ ra sao nếu không xảy ra sự việc sau đây. Đội quân của Trưng Trắc do mới được tập hợp, những kỹ năng hợp đồng tác chiến chưa thành thạo, do đó các toán quân nhỏ đã lạc mất nhau. Trời sáng họ mới tập hợp lại được, yếu tố bất ngờ không còn nữa. Viện đã kịp điều chỉnh lực lượng để đối phó. Và đúng giờ dần, Trắc nói với Trùm Lý: "Ông Trùm này, ta cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Tại sao hai hướng Đông và Đông Bắc không thấy có ám hiệu báo cáo?" Trùm Lý cũng có cảm giác bất an như chủ tướng, liền thưa rằng: "Bẩm, có thể quân ta đã đi lạc đường, xin chủ tướng hạ lệnh thu quân." Trắc lắc đầu nói: "Không kịp nữa rồi." Đúng lúc đó thì từ phía trại của quân Hán, tiếng reo hò, tiếng trống mõ, tiếng ngựa hí vang lên và trời đã sáng bạch. Trắc liền mặc áo giáp, leo lên bành voi ra trận. Cuộc huyết chiến bắt đầu. Trên đường đi qua, Trắc thấy nhiều con voi của quân Việt bị sa xuống hầm do quân Hán được lệnh đào vào ban đêm, sau đó phủ cỏ lên. Những con voi chiến vượt qua được cạm bẫy thì bị chặn lại bởi hàng ngàn mũi tên tẩm dầu cháy ngùn ngụt đang lao tới. Trắc hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tuốt gươm dẫn đầu các nữ binh mà xông lên. Quân Hán mặc dù đã có chuẩn bị trước, nhưng trước khí phách của những nữ chiến binh Việt không khỏi hoảng sợ và hàng ngũ bắt đầu rối loạn. Đúng lúc đó, Mã Viện được tin tiếp viện. Đoàn lâu thuyền của Lưu Long tuy bị tổn thất, nhưng do thủy quân Việt còn yếu, lực lượng mỏng, không thể cản được, cho nên đại bộ phận đã vào được Lãng Bạc. Các cánh quân của Trắc bị tổn thất rất nặng, cuối cùng lọt vào vòng vây của họ Mã. Suốt trận chiến, đội quân cung thủ của Măng được nhà vua dùng như một lực lượng dự bị. Giờ đây thấy nhà vua ở vào thế nguy, Măng liền tiến lên thưa với Trắc: "Bẩm nhà vua, tiểu tướng đây xin đóng giả nữ vương, dẫn đội quân cung nỏ của mình xông vào trại giặc liều chết một phen. Nhân đó, nhà vua hãy phá vòng vây, rút về vùng cấm khê, tìm kế vẹn toàn." Trắc liền nói: "Măng ơi, xông thẳng vào trại giặc là nguy hiểm lắm. Măng nên nhớ là bà của Măng đang chờ cháu ở Hương Đan Hạ đấy." Măng liền nhớ lại những ngày ấu thơ cùng Trắc đi săn nhím trong rừng,
đi tắm dưới suối và tha thiết nói: mang đội ơn nhà vua từ nhỏ, bây giờ mới có dịp báo đền đây. Bà của Măng ở dưới Đan Hạ, nếu Măng có mệnh hệ nào, nhất định dân làng sẽ không bao giờ bỏ rơi bà đâu. Thế là chắc buộc phải đồng ý cho Măng đóng giả chủ tướng, dẫn quân xông vào trại giặc. Chắc ban cho Măng một con voi trắng, ban cho Măng một bộ áo bào màu đỏ, cờ tiết chế, rồi dặn: Măng nhớ nhé, chủ yếu là để đánh lừa địch thôi. Khi thấy chúng bị lừa rồi thì tìm cách thoát ra ngay, không được chết một cách uổng phí. Cuộc kháng chiến bây giờ mới chỉ bắt đầu, nghe không? Măng hứa với Trắc sẽ trở về. Trắc nhìn vào đôi mắt Măng, hiểu rằng chàng trai này sẵn sàng chết vì mình. Bất giác, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngay đêm ấy, Trắc đã bí mật bố trí lực lượng chủ chốt tìm cách lui về phía thành ốc. Bề ngoài vẫn giữ cái vẻ như cũ, sẵn sàng một trận quyết chiến. Sáng sớm hôm sau, Măng cho quân lính đem hết trống đồng ra đánh, làm rung động cả một vùng trời đất. Sau đó leo lên bành voi xông thẳng vào trại Mã Viện. Những ngày ở đất Lão lập công xưởng, chế cung nỏ, luyện tập cùng binh sĩ, Măng đã học được cách cưỡi voi nên điều khiển voi hết sức thành thạo. Sau khi có tiếp ứng, đội quân của Viện hình thành thế bao vây quân Việt. Họ mã tin rằng cuộc chiến sẽ mau chóng kết thúc. Buổi sáng bất ngờ nghe tiếng trống đồng thúc vang trời. Viện trèo lên chòi quan sát, thấy từ trong trại Việt có một đội voi chiến tiến ra. Nhìn kỹ, thấy ngọn cờ soái treo chữ Trắc. Viện liền nói với Lưu Long: Lưu tướng quân, hãy chuẩn bị các chiến thuyền nhẹ để đuổi theo quân phản loạn. Chúng ta đánh trận này là trận cuối cùng đây. Nói rồi, Viện mặc áo giáp lên ngựa, cùng Tả Hữu bày trận nghênh chiến. Họ mã nhìn thấy phía sau đoàn voi của quân Việt thì bụi đất mù trời, đoán rằng quân Việt dốc toàn lực đánh một trận sống mái. Bèn ra lệnh mở đường cho quân Việt tiến vào. Viện cười ha hả nói: Lưu tướng quân, hãy xem ta bắt sống giặc Trắc nhé. Nhưng rồi họ mã vội nín bặt ngay khi nhận ra phía sau đội voi chiến chỉ có một ít binh sĩ kéo theo vô số cành cây để tạo nên màn bụi đánh lừa quân của Viện. Viện vội quay lại Lưu Long nói to: bọn giặc đã lừa ta để chuồn, cho đuổi theo gấp mau. Nhưng họ mã không thể rảnh tay điều binh. Đoàn voi chiến của Măng đã xông thẳng vào trận địa của quân Hán, quyết đánh lấy chết. Măng hua gươm thét to: bớ giặc Mã Viện, hãy mau ra đây chịu chết. Mã Viện nghe vậy tức muốn nổ con ngươi, nhưng vốn đã dày dạn chiến trận, gã không hề luống cuống. Viện nói với một viên tùy tướng rằng: dụ chúng vào sâu rồi bắt sống ngay. Măng nhận ra viên tướng giả, bèn lệnh cho đội cung nỏ nhằm vào gã mà bắn. Tiếng dây nỏ dây cung bật mạnh, hàng trăm ngàn mũi tên lao thẳng vào đám đông đang vây quanh Mã Viện. Nhiều đứa bị trúng tên rú lên thảm thiết. Nhưng họ mã lại không hề hấn chi. Một rừng mộc đã giơ lên che đỡ cho gã. Cuộc chiến không cân sức diễn ra sau đó khiến viên tướng giặc già táng đờm kinh hồn. Khắp thân thể Măng bị giáo đâm, chết rồi vẫn sừng sững trên lưng voi không chịu ngã. Nhờ đội cung thủ của Măng cảm tử chiến đấu càn địch, đội quân của Trác rút được về thành ốc, hợp với đội quân giữ thành của Nhị tổ chức chống đỡ. Mã Viện có thêm thủy quân,
thừa cơ đuổi sát tới, bao vây, gây sức ép rất lớn lên đội quân Việt giữ thành. Nhưng suốt cả năm đó đã không sao chiếm được thành. Đoạn kết. Mùa xuân năm 43, sau khi củng cố lực lượng, nhận thêm tiếp viện từ Trường Sa, Mã Viện tổ chức tổng công kích Thành Ốc. Lực lượng của Trắc sau một năm chiến đấu bị tổn thất nhiều, lực lượng của Đô Dương từ Cư Phong ra bổ sung cũng không thể cứu vãn nổi tình thế. Quân của Trắc và Nhị bị ép phải bỏ Thành Ốc, lui về cửa sông Hát. Ngày 6 tháng 2 năm 43 đã xảy ra cuộc huyết chiến trên bờ sông Hát. Đội quân dự bị thứ hai của Đô Dương từ Cư Phong kéo ra, nhưng không hợp nhất được với đội binh của Trắc và Nhị. Binh lính hy sinh gần hết. Trắc và Nhị chỉ còn một ít tùy tùng, cuối cùng bị quân Hán đẩy lui về phía bờ sông. Trắc biết, với lực lượng còn ít, khó mà chống nổi đội quân của Mã Viện, bèn cho gọi cô bé Chấm và Trùm Lý lại dặn dò. Trùm Lý này, Chấm là một cô bé tốt, ta muốn rèn dập nó nên người, nhưng thời gian theo ta chưa được bao lâu, nay ta giao con bé lại cho nhà ngươi. Ngươi hãy thay ta đưa Chấm vượt vòng vây của giặc, gặp cho được Đô Dương, tập hợp lực lượng rút về cố thủ ở Cư Phong, tổ chức lực lượng và tiếp tục chiến đấu. Ngươi hãy chăm sóc Chấm như con của mình vậy. Trùm Lý nhớ một lần ông xuống thăm Nhài ở Gánh Hát, thấy có một cô bé thông minh, lòng bỗng rưng rưng. Nghĩ thầm con gái ta nếu còn cũng tuổi cô bé này đây. Ông Trùm hỏi, thế con tên gì? Thưa con tên là Chấm, còn ông tên là gì? Trùm Lý cười bảo, ông tên là Lý, xưa làm Trùm Gánh Hát, mọi người quen mồm gọi là ông Trùm. Con cứ gọi ta là Trùm Lý. Sau đấy, ông Trùm đưa Chấm về dạy chữ, rồi cho hầu Trắc và Nhị. Thâm tâm, Trùm Lý không muốn rời xa Trắc và Nhị. Ông sẵn sàng cùng sống chết với nhà vua. Trùm Lý nói, Trùm Lý tôi trước đây theo hầu Lạc tướng, mấy năm lại đây theo hầu nhà vua, ơn sâu nghĩa nặng, có chết cũng không đền đáp nổi. Xin nhà vua cho Trùm Lý theo hầu, đừng đuổi đi. Nhà vua nói, sao ông Trùm lại nói vậy? Ta làm việc này là vì cuộc chiến đấu của chúng ta còn dài, là vì mục tiêu cuối cùng giành lại độc lập vĩnh viễn cho đất nước. Nhân lúc quân địch còn đang ở xa, ông Trùm hãy cứ làm theo lệnh của ta, đưa Chấm đi ngay, vẫn còn kịp đấy. Nhưng Trùm Lý vẫn đứng như trời trồng. Trắc liền gọi Nhị đến bên bảo, ông Trùm này, chị em chúng ta lớn lên dưới mắt ông Trùm, vì nghiệp lớn nhà Hùng ghé vai gánh vác nhiệm vụ đánh đuổi giặc ngoài, giành quyền làm chủ 65 thành thuộc đất lĩnh Nam, làm rạng danh đàn bà dân Việt. Nay quân Hán cậy đông tham tàn quyết chiếm nước ta, sự nghiệp của các bộ tộc Việt chúng ta sẽ còn khó khăn nhiều lắm, sẽ cần nhiều thế hệ phải chung vai gánh vác. Ông Trùm có hiểu không? Nghe vậy, Trùm Lý chợt như giác ngộ. Hai hàng nước mắt chảy dài, vội sụp xuống lạy Trắc và Nhị, mỗi người ba lạy. Trắc và Nhị đứng nhìn hút theo bóng ông Trùm và Chấm lần theo bờ sông, đến khi mất hút sau bờ lau xào xạc. Sau đó nhà vua cùng em gái mặc áo bào cầm vũ khí leo lên bành voi. Có một điều bí mật mà Trùm Lý không hề hay biết, rằng Chấm chính là con gái ruột của ông. Quân Hán đuổi theo đến nơi, thấy quân của Trắc và Nhị còn ít,
bèn hô nhau tìm cách bắt sống để dâng lên Mã Viện. Trác quay lưng về phía sông, sẵn sàng nghênh chiến. Nhị nhìn thấy quân Hán đông như bầy kiến, mỗi lúc một lớn dần lên, liền nói với Trác: "Chị ơi, chị có thấy bọn Mã Viện đang kéo đến mỗi lúc một đông không?" Trác đáp: "Chị thấy chứ. Bọn chúng muốn lấy thịt đè người đây. Chúng muốn chị em mình run sợ đây." Nhị cười, một nụ cười thật hồn nhiên, như không hề biết cái chết đang sắp ập đến. Nhị âu yếm nói với chị gái: "Chị ơi, chị em chúng ta đã đánh đuổi Tô Định, khiến y phải đóng giả đàn bà mà chạy trốn. Chị em chúng ta cũng đánh cho bọn Mã Viện tà tơi nhiều trận. Nay nếu như có chết ở cửa sông Hát này thì cũng không có gì nuối tiếc." Trưng Trắc giục voi tiến sát đến bên Nhị nói: "Em hãy yên, cho chị ngắm nhìn em lần cuối cùng nhé. Cho chị khắc vào tâm khảm hình bóng của em." Lúc này quân Hán áp sát đội voi chiến của nhà vua. Mã Viện nói to: "Hai tên giặc Trắc Nhị kia sao vẫn chưa chịu quy hàng mà hưởng lượng khoan hồng của Hoàng đế Đại Hán?" Trắc thét to: "Chúng ta thà chết để được ở bên thần núi thần sông nước Việt, truyền đời cho lũ xâm lăng, bọn bay không bao giờ khuất phục được Văn Lang đâu." Nói đoạn, nhà vua cùng em gái thúc voi xông thẳng vào quân giặc. Gươm giáo chạm nhau, máu đỏ phun đầy mặt đất. Cửa sông Hát hôm đó bất ngờ nổi sóng to, gió lớn. Rồi sau đó, chiến trường im ắng một cách kỳ lạ. Những đám cỏ bị dẫm nát chậm chạp vươn dậy. Trên bầu trời sông Hát hiện lên hai áng mây hồng bay về phía núi Ba Sơn. Được tin Mã Viện chiếm lại Nam Việt, Môn đau buồn lắm, bí mật thuê người xây miếu thờ hai bà Trắc và Nhị ở bên hồ Động Đình. Ít lâu sau đó, ông Trùm gửi thư cho Môn nói cần tiếp tục ở lại Trường Sa. Sau cuộc huyết chiến cửa sông Hát, Mã Viện còn phải mất mấy năm nữa đối phó với Đô Dương ở Cư Phong. Khi Mã kéo quân trở về Hàm Dương, điểm lại thấy tướng sĩ chết trận mất quá nửa. Riêng Mã, ngoài việc thu nhiều trống đồng đúc ngựa dâng Hán Quang Vũ, còn giấu mang theo về Tư Dinh nhiều xe vàng bạc châu báu, nhiều xe chở quả ý dĩ. Các quan lớn trong triều trông chờ họ Mã phân chia bớt phần quả thực, nhưng Mã không chia, vì thế sinh lòng đố kỵ ganh ghét. Vài năm sau, có loạn Ngũ Kê, Viện lại được Hán đế phái đi đánh dẹp. Vì ghét Viện cậy công, các cận thần gièm pha với vua, tung tin Viện có dã tâm mưu phản. Nghe vậy, vua Hán giận lắm, định bắt về trị tội. Nhưng họ Mã đã ốm chết ngay ngoài chiến địa. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn phần còn lại tiểu thuyết Trưng Trắc của nhà văn Hà Phạm Phú. Những dòng cuối cùng tác phẩm, nhà văn thay lời Trưng Nữ Vương có lời bình như sau: "Cuộc chiến đấu chống lại quân xâm lược Mã Viện của người Việt, phải chăng cũng là cuộc chiến đấu của một nền văn hóa chống lại sự xâm lăng của một nền văn hóa khác, để giữ gìn bản sắc văn hóa của mình? Điểm xuất phát và đích đến của mọi vấn đề, suy cho cùng đều liên quan đến văn hóa,
cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhân vật lịch sử Trưng Trắc hay những nhân vật như ông Trùm Lý, tướng Năng Tế, Bà Thiện. Thậm chí cả những nhân vật thấp thoáng như Hòa Thượng Tất Đạt cũng được nhà văn soi chiếu dưới góc độ này. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, văn hóa Việt chịu nhiều ảnh hưởng từ những nền văn hóa lớn trên thế giới, dung hòa, uyển chuyển để tồn tại, phát triển, nhưng luôn giữ được bản sắc riêng với những phong tục, lễ nghi độc đáo. Đó là một điểm nhấn mà nhà văn Hà Phạm Phú muốn thể hiện qua tiểu thuyết này.